kêu vậy? Nhìn cái đầu. Dạ rồi. Nhìn cái đầu chứ nè. Ừ. Rồi quay. Đó, đó, đó. Xịt cái quậy trơn. Đây là chủ Liêm Đức. Thì cái clip trước á, mình chạy thì cái Liêm Đức đó là của anh Tiến. Mày bấm máy cho tao cái đi. Rồi rồi. Phải chạy trước mới bấm được. Thì tao chạy trước, mày chạy sau đi. Rồi giờ thì anh em sẽ đi lên biên giới ăn bò. Đợi thêm thanh niên giá 8 nữa là đi. Hôm nay có thanh niên xu chở tiếp từ thành phố về đi ăn với anh em. Đó. Rồi giờ anh em sẽ đi ăn bò luôn. Ok. Without you on my mind, not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the time to build me in your world. How I wish that you were here to give me everything I want. But I know that life's unfair and we can always have it all. Nãy bên đúc ôm cua không?
má ôm cua vậy? Đằng kia nó ôm sát đất luôn. Đất á, đất anh ôm cua sát đất luôn. Thì phải vậy đồ, mấy ai đồ mà. Nãy em đúp cua ôm cua không? Không. Em đúp vô cua bình thường. Đụng má em mẹo cái đất bỏ giống đâu vậy. Hồi nãy cái gượt khi nó quay tưởng cái cua không 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 gắt xém xíu ăn hành rồi. Anh đi biên giới không thành công rồi. Rồi được rồi, ngon nhất. Tại vì không có quen cua phải không? Sợ ôm nó chợ. Ủa kẹp không? Kẹp kẹp. Giờ cắt ra gửi cho.